chào tất cả các bạn. Khá là mùa clip. Đây là chậu sen của mình. Bây giờ cũng là bắt đầu mùa hè rồi các bạn. Đây, cây mà nhà mình là có ve, xác ve. Và mình nhớ cái này mình thấy một con ve. Thì ve này không biết từ đâu tới. Mình nghĩ là chắc là lột xác. Nè, con ve. Ve khá to đấy. Thì mình đang làm mấy cái chậu này để trồng xiên nuôi cá. Đó. Dạo này mấy cây xiên của mình chưa có bông, nó chỉ có lá. Có mấy con cá bảy màu con. À, con cá muốn đẩy. Đây là con ve. Ừ, nó đái. Đái cái camera của mình. Video mình sẽ quay video từ giờ tới về sau mình sẽ quay video lại nha. Thì mình cho các bạn biết rồi. Mình tạm biệt các bạn. Bye bye.